Quý Khánh dậy từ 2 giờ sáng, rong ruổi khắp các nẻo đường kiếm việc mưu sinh. Không phải chỉ đi quay phim mới thức làm việc xuyên đêm, Quý Khánh phải dậy từ sớm và trải qua đủ mọi thử thách để kiếm tiền trang trải sinh hoạt thường ngày. Trong tập 3 của Đệ Nhất Mưu Sinh, dàn nghệ sĩ sẽ tiếp tục đối mặt với thử thách mưu sinh khó nhằn ở tỉnh Tây Ninh. Sau cơn bão do Kim Tử Long gây ra, Quý Khánh, Quỳnh lý tưởng rằng sẽ tiếp tục công cuộc đi xin việc làm một cách nhẹ nhàng. Nào ngờ vị khách mời đặc biệt tiếp theo xuất hiện khiến nhà Trung trở nên rối loạn. Ngay từ khi mới đến nhà Trung, chị Cano Lê Nhân đã không để cho bộ ba được yên. Lê Nhân liên tục hò hét, yêu cầu Huy Khánh phải giữ bộ mặt tươi tỉnh dù bị đánh thức vào lúc nửa đêm. Tươi tỉnh lên nào, khán giả không muốn thấy những bộ mặt u sầu như vậy đâu. Sau đó, Huy Khánh đã cùng Lê Nhân rong ruổi khắp các con đường để tìm nơi xin việc làm. 2 giờ sáng đã mưu sinh kiếm sống, Huy Khánh bực bội than thở, ủa đi làm gì ngang ngược vậy? Giờ này người ta đang ngủ mà. Không phải chỉ đi quay phim mới thức làm việc xuyên đêm, các nghệ sĩ khi tham gia chương trình này phải dậy từ tờ mờ sáng và trải qua đủ mọi thử thách mới kiếm được tiền trang trải chi phí sinh hoạt thường ngày. Đến tới xưởng bột khoai làm việc, tuy nhiên thử thách vẫn chưa chịu buông tha cho Huy Khánh. Trong lúc bưng bê, nam diễn viên vô tình khiến bánh bị bung ra. Dù khoảnh khắc bánh bị bung diễn ra rất nhanh nhưng vẫn không qua được mắt của chị Cano. Lập tức, chị Cano dằn mặt Huy Khánh rằng sẽ bị trừ tiền vì mắc lỗi khi làm việc. Trong khi đó, Quỳnh Lý và Duy Khánh lại có chuyến mưu sinh nhiều tiếng cười ở xưởng làm nhang. Với sự thông minh, hài hước, Duy Khánh, Quỳnh Lý hứa hẹn mang đến cho khán giả nhiều tiếng cười thú vị. Đến với Đệ Nhất Mưu Sinh, các nghệ sĩ không thể làm qua loa mà phải dốc hết mình cho mỗi công việc được giao. Quỳ Khánh thú nhận rằng nhờ tham gia chương trình mà anh biết rằng bản thân có thể làm những công việc mà từ trước đến giờ chưa từng nghĩ đến. Trong khi đó, chị Cano Lê Nhân thì thật thà bày tỏ làm việc từ tờ mờ sáng đến hết ngày, mắt của nam diễn viên đã mờ, tay chân rã rời, mệt mỏi. Không giống như những show thực tế khác, Đệ Nhất Mưu Sinh không có kịch bản, tất cả tình huống diễn ra trong chương trình đều đến từ tương tác thật của nghệ sĩ và người dân. Tại đây, các nghệ sĩ phải tự kiếm tiền bằng cách xin việc làm ở những xưởng sản xuất truyền thống như xưởng bánh tráng, xưởng muối tôm, xưởng bột khoai, xưởng làm nhang. Sau mỗi ngày làm việc, các nghệ sĩ sẽ nhận về số tiền lương do các chủ xưởng trả cho. Chương trình đề cao giá trị văn hóa làng nghề, giúp cho khán giả hiểu thêm về quá trình làm ra từng món hàng, món ăn quen thuộc trong cuộc sống đời thường.